Mến chào quý cô chú anh chị em trên kênh ha. Nay tiếp tục quay trở lại nhà vườn của em Mi nha. Sẽ có một số hoa giấy tiểu Ấn Độ quý cô chú anh chị em kép chùm ha, và một số dòng khác siêu bông, muốn giao lưu tới quý cô chú anh chị em mình trên kênh nha. Rồi, chào dạ anh chào anh Thái. Mến chào quý chú anh chị đang theo dõi kênh Thái cũng như đang xem clip của em ha. Thì trước hết em xin chân thành cảm ơn quý cô chú anh chị đã ủng hộ em clip vừa rồi ha. Địa chỉ nhà vườn em là Tân Khánh Trung, Lấp Giò, Đồng Tháp. Số điện thoại như số Zalo em là 0907 426 576. Thì clip hôm nay cũng rất mong được sự ủng hộ quý cô chú anh chị. Em vô mã đầu tiên cây số 1 là cây đỏ Red Bia ha quý cô chú anh chị. Tán ngang cây này em đo là 50, chiều cao là 72. Hoành em đo vị trí này là hoành 16. Mã số 1 này em xin Zalo mức giá là 320.000. 320.000 cho mã số 1. Một cây đỏ Red Bia nó bao gồm phí ship cho mình luôn rồi ha. Tiếp theo lên mình mã số 2 là một cây dưa hấu. Cây mini quý anh chị em. Tán ngang cây này em đo là 47, chiều cao là 50. Hoành là hoành 10. Mã số 2 này em xin cho luôn giá là 180.000, bao gồm phí ship luôn ha cô chú anh chị, 180.000. Tiếp thêm lên mình mã số 3. Một cây cam thạch tím siêu hoa. Tán ngang cây này em đo là 35, chiều cao là 62. Hoành là hoành 12. Mã số 3 này cây cam thạch tím siêu hoa em xin cho luôn giá là 250.000. 250.000 cho mã số 3. Tiếp thêm lên mình mã số 4. Tiếp tục là một cây đỏ Red Bia. Tán ngang cây này em đo là 46, chiều cao là 80. Hoành là hoành 14. Mã số 4 cây đỏ Red Bia này em xin Zalo mức giá là 180.000. Cây này do nắng nó táp nó bị dột da heo của chú anh chị, về mình có thể trồng xuống đất giùm em ha. 180.000 em để rẻ lại. Tiếp thêm lên mình mã số 5. Một cây tiểu Ấn Độ mini quý anh chị em. Tán ngang cây này em đo là 39, chiều cao là 45. Hoành là hoành 12. Mã số 5 này em xin Zalo mức giá là 200.000. 200.000 cho mã số 5. Tiếp thêm lên mình mã số 6. Một cây ghép nhiều màu. Tán ngang cây này em đo là 57, chiều cao là 59. Hoành năm đo vị trí này là hoành 15. Mã số 6 này em xin vô luôn giá là 280.000. Gồm có Red Bia, trắng tiết và hồng lửa anh chị em. Dạ. Tiếp thêm lên mình mã số 7. Một cây tiểu Ấn Độ mini tiếp theo. Tán ngang cây này em đo là 46, chiều cao là 52. Hoành là hoành 12. Mã số 7 này em cũng xin cho luôn giá là 220.000, 220.000 cho mã số 7. Tiếp thêm lên mình mã số 8. Một cây trắng tuyết và dưa hấu đỏ cho em, hai màu. Tán ngang cây này em đo là 52, chiều cao là 70. Hoành là hoành 13. Mã số 8 ha của chú anh chị, mã số 8 em xin cho luôn mức giá là 280.000. 280.000 cho mã số 8. Tiếp thêm lên mình mã số 9. Trắng tuyết, hồng tuyết, Red Bia, tím tuyết. Tán ngang cây này em đo là 53, chiều cao là 72. Tiểu Ấn Độ, 5 màu anh chị em. Hoành là hoành 12. Mã số 9 này cũng xin cho luôn giá là 280.000. 280.000 cho mã số 9. Tất cả đơn hàng đã bao phí ship hết cho mình rồi ha. Tiếp thêm lên mình mã số 10. Hồng lửa, tiểu Ấn Độ và tím Pháp với anh chị em. Tán ngang cây này em đo là 60, chiều cao là 49. Hoành là hoành 14 heo của chú anh chị. Mã số 10 này em xin cho luôn giá là 280.000. Nguyên cái nồi đế nó ôm cuộn lên heo của chú anh chị. Tiếp thêm lên mình mã 11. Một cây kép 5 màu. Tán ngang cây này em đo là 59, chiều cao là 1m02. Hoành là hoành 16. Mã 11 cây kép chùm 5 màu này em xin giao lưu với mức giá là 450.000. 450.000 cho mã 11. Kép trắng, kép hồng, kép vàng. Còn màu đỏ với màu cam chưa lên quý anh chị em. Tiếp theo lên mình mã 12. Một cây Red mini.
Tán nhân cây này em đo là 40, chiều cao là 47. Hoành em đo vị trí này là hoành 14. Ở đây nó bị lỗi trên cái đây chút xíu chú anh chị, nó bị chốc da. Mã 12 này em xin giao luôn với giá là 200.000. 200.000 cho mã 12. Tiếp theo lên mình mã 13, một cây ma bonsai. Tán ngang cây này em đo là 47, chiều cao là 70. Hoành là hoành 12. Mã 14 này em xin giao lưu với mức giá là 320.000. 320.000 cho mã 13. Tiếp thêm lên mình mã 14. Một cây nhiều màu siêu bông quý anh chị em. Tán ngang cây này em đo là 54, chiều cao là 65. Hoành là hoành 11. Mã 14 này em cũng xin giao luôn mức giá là 320.000. Gồm có trắng tuyết, red visa, tím tuyết, hồng tuyết, 4 màu anh chị em. Có tím bướm nè. Cây được 5 màu hả của chú anh chị. Tiếp thêm lên mình mã 15. Tiểu Ấn Độ. Tán ngang cây này em đo là 44, chiều cao là 79. Hoành là hoành 15. Mã 15 cây tiểu Ấn Độ này em xin giao luôn với giá là 280.000. 280.000 cho mã 15 cây tiểu Ấn Độ. Tiếp theo lên mình mã 16. Một cây tím lửa mà màu mới quên nha, màu cà ha. Tán ngang cây này em đo là 53, chiều cao là 65. Hoành là hoành 13. Mã 16 này em xin giao lưu với mức giá là 330.000. 330.000 cho mã 16, phân toàn tròn heo quý chú anh chị. Tiếp thêm lên mình mã 17 là một cây cam lửa. Tán ngang là 34, chiều cao là 57. Hoành là hoành 13. Mã 17 này cây cam lửa này em xin giao luôn giá là 230.000. 230.000 cho mã 17. Tiếp thêm lên mình mã 18. Tán ngang cây này em đo là 57, chiều cao là 66. Hoành là hoành 13. Mã 18 này em xin giao lưu với mức giá là 330.000. 330.000 cho mã 18. Gồm có trắng tuyết, hồng tuyết và red bia quý anh chị em. Tiếp theo lên mình mã 19. Ngang cây này em đo là 35, chiều cao là 67. Hoành là hoành 10. Mã 19 này em xin giao lưu mức giá là 250.000. 250.000 cho mã 19. Thêm lên mình mã 20. Tán ngang cây này em đo là 50, chiều cao là 96. Hoành là hoành 15. Mã 20 này em xin giao lưu mức giá là 360.000. 360.000 cho mã 20. Gồm có hồng gân, đỏ lửa, cam lửa và ruby tím lửa quý cô chú anh chị. Tiếp thêm lên mình mã 21, tiếp tục là một cây ghép kép 5 màu ha cô chú anh chị. Tán ngang cây này em đo là 50, chiều cao là 1m1. Hoành là hoành 12. Mã 21 này em xin giao lưu mức giá là 430.000. Ở đây mấy cái rễ nó hơi nhăm nhăm nhưng mà không ảnh hưởng gì cây ha cô chú anh chị. Gồm có màu vàng, màu trắng, màu hồng và màu đỏ lên trước quý anh chị, còn màu cam chưa lên. Tiếp thêm lên mình mã 22. Cam lửa, vàng thái, hồng thái, đỏ thái. Tán ngang cây này em đo là 58, chiều cao là 70. Hoành là hoành 16. Mã 22 này em cũng xin vô luôn mức giá là
280.000. Củ này nó cũng hơi bị hơi lỗi hơi xíu ha cô chú anh chị. Nhẹ thì khai thác phôi của anh chị em. Tiếp theo lên mã 23. Một cây hồng gân hoa đậm của anh chị em. Tán ngang cây này em đo là 62, chiều cao là 72. Hoành là hoành 11. Mã 23 này em xin giao lưu với mức giá là 300.000 ha cô chú anh chị, 300.000 cho mã 23. Tiếp theo lên mình mã 24. Một cây thi maret hoa đỏ cành vàng lá ngọc của anh chị em. Tán ngang cây này em đo là 44, chiều cao là 62. Hoành là hoành 12. Mã 24 này em xin giao lưu với mức giá là 250.000. 250.000 cho mã 24. Tiếp theo lên mình mã 25. Tiếp tục là cây đỏ rapida. Cây dán trực của anh chị em. Tán ngang cây này em đo là 45, chiều cao là 62. Hoành là hoành 10. Mã 25 này em xin giao lưu mức giá là 300.000. 300.000 cho mã 25. Tiếp theo lên mình mã 26. Một cây nhiều màu anh chị em, trắng tuyết, dưa hấu, red pizza, tím pháp, đỏ lửa. Tán ngang cây này em đo là 53, chiều cao là 69. Hoành là hoành 14. Mã 26 này em xin giao lưu mức giá là 320.000. 320.000 cho mã 26. Cuối clip em lên cho mình mã 27 là một cây trắng lửa. Tán ngang cây này em đo là 35, chiều cao là 67. Hoành năm đo vị trí này là hoành 11. Mã 27 này em xin cho lúc giá là 230.000. Cái củ uống éo lực lượng heo của chú anh chị, 230.000 cho mã 27. Giờ rồi mã 27 cũng là mã cuối clip hôm nay của em ha. Cuối clip em cảm ơn Thái, cảm ơn của chú anh chị đã luôn yêu thương, tin tưởng và ủng hộ những clip vừa qua của em. Hẹn gặp lại của chú anh chị vào những clip tiếp theo của em ha. Rồi xin chân thành cảm ơn và hẹp lại anh chị em vào clip tiếp theo nhà vườn em nha.